Mình xin chào tất cả các bạn thân thương. Hôm nay mình mời các bạn đi hái dâu tây cùng với mình nha. Các bạn đến vườn dâu tây để tham quan xem dâu tây ở Mỹ, đi xem cái vườn dâu tây ở Mỹ như thế nào nha các bạn. Dâu này vừa chín tới nè các bạn. Rất là nhiều, rất là nhiều trái các bạn nhìn nè, đỏ hết luôn. Đỏ vườn luôn các bạn. Nè các bạn nhìn thấy trái không? Thấy mê không? Trái nè. Quá chừng trái luôn ha. Thấy mê luôn ha. Chín đỏ vườn luôn, đỏ cái vườn dâu luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy không, trái chín đỏ luôn ha, trái lớn không à. Này người ta chưa có hái các bạn, chưa tới ngày để chắc là có thể ngày mai là cái mấy cái người công nhân mà hái trái dâu này là họ sẽ đến họ hái để mà họ đem ra chợ đó các bạn. Để mình, đây là vườn họ trồng để mà cung cấp cho mấy cái chợ đó. Mấy cái chợ bán cái trái này nè. Đó, thấy mê không các bạn, thấy trái đã luôn. Chừng trái luôn nè. Dâu chín đỏ vườn luôn các bạn. Mình thấy nè, hai trái đây nè. Đẹp ghê không? Nè, trái nè. Đó, trái mênh mông luôn ha. Quá chừng trái luôn ha các bạn ha. Thử trái coi. Ngọt quá trời. Trái ngọt quá trời các bạn ơi. Ừ.
Quá wow, chừng trái luôn nè, mênh mông luôn. Coi nè, trái nè, mấy bạn nhìn thấy một chùm không? Chùm chùm luôn, chín quá trời, chưa hái nè. Quá trời trái luôn các bạn ơi. Chừng luôn. Trời ơi, trái ơi là trái. Mê luôn. Dâu quá trời trái luôn. Mê luôn. Quá chừng trái luôn. Mê luôn các bạn. Trái nè. Trái đầy luôn ha. Đầy dưới đất luôn thấy không? Trái nè. Đầy trái luôn á. Nó cái đồ lủng lẳng thấy mê, nó trời mê luôn. Đó, chùm 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 luôn ha. Hôm nay nhìn xuống nè. À, các bạn nhìn thấy nè. À, một chùm này luôn nè. Thấy mê luôn chưa? Quá trời. Bữa hôm mình đi đợt trước vậy chứ nó không có chín nhiều. Đợt này nó chín nhiều nè. Đợt này quá chừng trái chín luôn. Người ta chưa kịp hái nè. Mấy ngày này chín quá trời chín luôn. Đợt trước mình đi hái vậy chứ ít trái các bạn. Ít trái chín. Đợt này nè, chín hết trơn luôn à. Người ta chưa hái kịp. Quá trời luôn các bạn ơi. Nhìn mê luôn. Người ta là quá trời mê. Có đây sình không? Có đây. Ừ, dạ. Sình luôn. Quá trời sình luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy mây luôn chưa? Quá trời luôn ha.
quá trời trái luôn, các bạn nhìn thấy không? Nè, nguyên một cánh đồng toàn là dâu không, dâu chín đỏ vườn luôn, chín đỏ vườn luôn các bạn ơi. Nhìn thấy mê quá ha các bạn ha, quá trời trái luôn. Quá trời trái, quá trời. Nhìn mê luôn, châm 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 luôn các bạn. Trái nè, mênh mông trời đất trái. Trái quá trời luôn nè. Đẹp ha. Coi là hai cái dâu thương nghe không, nó nằm nhìn thấy thương luôn ạ. Nhìn thấy thương nghe không? Rồi mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn ở đây nha. Nếu các bạn thích video về hái dâu tây ở Mỹ, xin các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh của mình nha, để mình sản xuất ra nhiều video hay cho các bạn xem nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.